Các chị ơi, các chị biết rằng khái niệm tế bào gốc hiện nay không còn xa lạ gì trong những cái vấn đề làm đẹp ở tại Việt Nam và đặc biệt là trong giới thẩm mỹ viện và spa tại Việt Nam thì tế bào gốc là một trong những cái sản phẩm không thể thiếu trong những cái liệu trình điều trị về da nám, về lão hóa, về da mụn và những cái điều trị về những cái vấn đề da mỏng đỏ yếu. Thì ngày hôm nay thì em Huế muốn review một cái sản phẩm, một cái bộ sản phẩm tế bào gốc mà em hiện nay em đang bán rất là chạy cho những cái spa và những cái thẩm mỹ viện lớn ở tại Việt Nam. Thì họ đã lấy sử dụng những cái sản phẩm tế bào gốc này và đang được áp dụng trong những cái liệu trình làm đẹp cũng như là điều trị da rất là nhiều. Cái sản phẩm này thì là dòng December, là một trong những cái sản phẩm thuộc tập đoàn Hygiene. Đây là một trong ba cái tập đoàn dược mỹ phẩm lớn nhất ở tại Hàn. Và cái sản phẩm này thì không phải sản xuất ở tại Hàn mà được sản xuất ở tại Pháp. Và cái công ty Hygiene, tập đoàn Hygiene thì đã phân phối độc quyền cái sản phẩm này ở tại 31 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cái sản phẩm này thì nó đạt cả tiêu chuẩn ISO 2020 và ISO 22000. Đó là những cái tiêu chuẩn mà cao nhất hiện nay về sản xuất cũng như thực hành thuốc về an toàn và đạt những cái chứng chỉ chứng nhận của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là những cái đạt những cái giải thưởng cao nhất ở bên Hàn Quốc năm 2017 cho những cái sản phẩm mà spa uy tín và chất lượng do các spa họ review ở trên những cái trang web về spa ở tại Hàn Quốc. Thì những cái sản phẩm như thế này là các chị thấy rằng họ đều có cái dấu cộng ở trên cái từng lọ sản phẩm. Ví dụ như là A cộng là dành cho những cái chị mà muốn có một cái làn da căng bóng và chống lại được cái quá trình lão hóa da. P cộng là dành cho những cái chị mà da bị mụn cám, mụn ẩn, mụn nhiều và đặc biệt là da bị lỗ chân lông to hay là bị dầu nhiều thì các chị có thể sử dụng cái P cộng này để điều trị những cái vấn đề liên quan đến toàn bộ các loại mụn cũng như là kiềm dầu ở trên da. Và đặc biệt là với H cộng này thì các chị có thể sử dụng để điều trị những cái da mà bị khô, mất nước và cần cấp thêm cái độ ẩm cho da. Đặc biệt là đối với những cái chị mà thời tiết hanh khô như thế này ở tại miền Bắc thì rất là cần cái H cộng này nha các chị nha. Và còn một cái nữa đó là cái Y cộng. Y cộng này thì được sử dụng là để điều trị cái liệu trình cho da nám, da bị sạm, da cần làm trắng. Nhưng bởi vì Y cộng này nó có cái thành phần tán sắc tố rất là mạnh nên là các chị chỉ sử dụng vào ban đêm cho em thôi. Còn ban ngày chúng ta có thể kết hợp một trong ba cái sản phẩm này để điều trị cho cái vấn đề da của các chị. Thì một cái bộ sản phẩm như thế này nó đã có thể phân ra thành bốn loại dành cho những cái loại da khác nhau và những cái cách sử dụng khác nhau. Các chị có thể inbox số điện thoại cũng như là các chị inbox cái tình trạng da của các chị ở ngay dưới cái livestream này thì em Huế sẽ trực tiếp em gọi điện lại cho các chị để em tư vấn cũng như hỗ trợ cho các chị trong cái vấn đề điều trị da để giúp cho da của các chị nó đẹp hơn và trong cái quá trình điều trị da thì các chị sẽ thấy cái hiệu quả của cái bộ tế bào gốc này đối với cái làn da của mình nó rất là khác so với những cái sản phẩm kem dưỡng trước đây mà các chị đang sử dụng. Bởi vì tế bào gốc là một dòng sản phẩm nó sẽ đi thẳng vào cái vấn đề da của các chị đang bị. Ví dụ như da bị mụn thì các chị sẽ thấy là dòng tế bào gốc trị mụn nó sẽ triệt tiêu hết những cái nhân mụn ở dưới cái vùng da của các chị và đặc biệt nó sẽ triệt tiêu cái nguyên nhân gây ra mụn. Đó là hiện tượng dầu hoặc là nó sẽ triệt tiêu cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng mụn tái đi tái lại ở vùng da của các chị. Đó thì chỉ có tế bào gốc mới làm được điều đó. Và đặc biệt là với những cái da mà cần căng bóng, cần chống nhăn thì các chị sử dụng cho em cái tế bào gốc A cộng này. A cộng này nó sẽ giúp làm cho da của các chị luôn luôn có cái độ căng bóng và đặc biệt là những cái chị mà muốn đi cấy căng bóng trắng sáng, các chị có thể sử dụng cái liệu trình A cộng này để các chị sử dụng thì các chị sẽ có được một cái làn da như là các chị mong muốn. Cái H cộng này thì đối với những cái da khô các chị chỉ cần sử dụng một đêm thôi. Cái H cộng này thôi ngày hôm sau các chị sẽ thấy cái da của các chị nó được ngậm nước và cái sự thay đổi ở trên cái da của các chị là nhìn thấy ngay sau một đêm sử dụng cái tế bào gốc này. Còn đối với Y cộng thì cần phải có thời gian hơn bởi vì những cái tán sắc tố ở trong thành phần Y cộng thì nó sẽ làm cho da của các chị làm mờ nám, sạm tàn nhang đồi mồi và làm đồng đều cái vùng da của các chị nhưng cần phải có thời gian bởi vì cái điều trị nám là cái điều trị mà nó sẽ lâu nhất cũng như là làm cho cái da của chúng ta nó phải có một cái quá trình diễn ra tầm khoảng 28 ngày trở lên thì các chị mới thấy được cái hiệu quả của nó nha các chị nha.
Cái sản phẩm này là dòng tế bào gốc trị liệu, thế nên là mỗi một loại da thì sẽ sử dụng một cái loại tế bào gốc khác nhau và sẽ phối một cái phác đồ điều trị khác nhau. Nên là các chị comment cái tình trạng da của các chị cũng như là comment cái số điện thoại của các chị ở lại đây thì em Huế sẽ trực tiếp em sẽ gọi điện lại để tư vấn cho các chị. Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm việc trong ngành thẩm mỹ, em tin chắc rằng em sẽ hỗ trợ được cho các chị, giúp cho các chị có được một cái làn da khỏe, một cái làn da đẹp và trả lại được cho các chị một cái làn da căng mướt bóng mịn như da em bé nha các chị nha. À, các chị comment lại đây thì các chị sẽ thấy rằng là em sẽ có một cái đội ngũ support nữa để chăm sóc cho các chị cũng như hỗ trợ cho các chị trong cái quá trình theo dõi sát trong cái quá trình mà các chị sử dụng cái sản phẩm của bên em. Và em tin chắc rằng các chị chỉ cần làm đúng và làm đủ những cái bước mà theo như là cái hướng dẫn của bên em thì các chị sẽ có được một cái làn da đẹp như ý. Và em chúc cho các chị sẽ có được một cái sức khỏe làn da tốt và cũng có được một cái làn da thực sự là trẻ đẹp. Em hẹn gặp lại các chị ở những cái livestream tiếp theo.